Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Good morning, cùng với quý vị cùng đến với Thời sự Thế giới ngày hôm nay. Ngày hôm nay, ngày 16 tháng 8, 2021, một lần nữa thì anh Hoàng Trọng Thụy sẽ đi vacation một tuần. Tôi sẽ là người thay thế, bắt cóc bỏ dĩa, tức là có người nào lấy người đó. Xin chào Thảo Yên sáng hôm nay. Xin chào anh và xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Trước khi gửi đến quý vị tin tức trên toàn thế giới cũng như thời sự rồi tin địa phương cũng như là nơi chúng ta đang cư ngụ ở đây thì phải nói thời tiết trong những ngày sắp đến trong tuần lễ này thì mình mát mẻ hay là vẫn nóng? Vâng, thưa quý vị và thưa anh, dự báo thời tiết cho thấy đó là hai ngày đầu tuần thứ hai với thứ ba thì nhiệt độ đã giữ ở mức là khoảng 81 đến 83 độ, nhưng mà bắt đầu qua từ thứ tư trở đi kéo dài cuối tuần đó thì quý vị cũng thấy là sáng sớm trời rất là âm u, nhiều mây, bởi vì tuần này đó cái dự báo thời tiết về cái cơ hội mưa nó cũng tăng lên nhiều, từ 15% cho đến 20%. Chính vì vậy mà bắt đầu từ giữa tuần trở đi đó thì nhiệt độ giảm trung bình là vào khoảng 78 cho đến 79 độ. Nói chung là tuần này bắt đầu thấy mát mẻ hơn rồi thưa quý vị. Như vậy thì những cái nơi mà có những cái đám cháy rừng đó thì nó cũng sẽ gặp thuận lợi trong cái việc dập tắt những cái đám cháy, là tại vì thời tiết mà nó thuận lợi như vậy. Quay trở lại với tin tức trên toàn thế giới, chắc là quý vị cũng đã nghe trong phần cà phê sáng ngày hôm nay với nhà báo Đinh Quang Anh Thái, Ngọc Lan nói về tình hình của đất nước Afghanistan. Thì nó có một cái gì đó nó hơi giống giống như là cái tình cảnh của Sài Gòn vào 30 tháng 4 năm 1975. Thì 15 tháng 8, ở bên Afghanistan, thủ đô Kabul đã rơi vào tay của phiến quân Taliban. Như vậy thì trên thế giới họ phản ứng như thế nào với tình hình của Afghanistan? Thì qua những cái hình ảnh mà quý vị sẽ nhìn thấy ngay sau đây trên màn hình đó, là ở ngoài phi trường Kabul là nơi họ đang còn hoạt động dưới tay của chính quyền của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ gửi lập tức ngay qua bên này là 5.000 binh sĩ để bảo vệ cái phi trường này, cũng như là để tìm cách di tản những công dân ngoại quốc hay là của Mỹ ra khỏi Kabul, ra khỏi Afghanistan trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày. Thì không biết là khi nào thì cái phi trường này mới bị không còn hoạt động được nữa. Cái hình ảnh đó thì thấy nó y hệt như vậy, thấy người dân người ta tràn vào trong phi trường, trong cái đường băng, rồi họ bám lên những chiếc máy bay, những chiếc máy bay khổng lồ như là chiếc C-17 đó của Boeing đó, rồi họ cố tìm cách để ra khỏi đất nước. Mặc dù là có những cái chương trình để cho những người này đi định cư ở một quốc gia thứ ba, nhưng mà chắc là thời gian không còn kịp để đưa tất cả những người này. Hiện tại đó thì có khoảng 2 hoặc 3.000 người đã tới được Hoa Kỳ, nhưng mà cũng còn tới gần 20.000 người còn kẹt ở lại như thế, thì không biết là khi nào thì phiến quân Taliban này mới chiếm luôn cái phi trường này và không cho hoạt động nữa. Nhưng mà trên thế giới đó thì phản ứng khác nhau. Có những người ta nói là nó giống như Việt Nam 1975, có những người nói so sánh, họ nói là nó hơi khác một chút, là tại vì hai cái mục đích ở hai nơi nó khác nhau đó. Nhưng mà bây giờ quay trở lại với lại thị trường chứng khoán ngày hôm nay quý vị nha. Tin Afghanistan sụp đổ như vậy rồi phiến quân tràn vào Taliban đó thì thị trường chứng khoán sẽ như thế nào ngày hôm nay? Trước tiên thì mình thấy là sáng ngày hôm nay đó thì cả S&P 500, Dow Jones, Nasdaq đều xuống hết. Rồi giá dầu thô cũng xuống, giá vàng thì tăng lên được một chút. Có nhiều nhà giám đốc hay là chiến lược tài chính đó của nhiều công ty lớn, thí dụ như là của TD Ameritrade nè, họ nói rằng là trong cái tình hình này đó thì các nhà đầu tư họ đang nghiên cứu coi khi mà Afghanistan sụp đổ như vậy đó thì nó có làm biến động thị trường chứng khoán hay không. Tuy nhiên nếu mà quý vị nhìn qua một cái lĩnh vực khác, thí dụ như là những mà người mà chuyên môn đấu giá
cho Bộ Quốc phòng thì họ nói rằng là cái cuộc chiến này sẽ chưa chấm dứt. Khi Taliban lên sẽ còn có khủng bố nhiều hơn nữa, và vì thế những cái gì mà liên quan tới Bộ Quốc phòng, những súng đạn này kia đó sẽ bắt đầu sẽ được làm nhiều hơn. Thì sáng hôm nay mấy hãng lớn mà làm về những cái gì đó cho Bộ Quốc phòng như là Northrop Grumman, như là Lockheed Martin, như là nhiều hãng đó, thì như là Boeing nữa nè, rồi họ đã bắt đầu thấy là cái cổ phần chứng khoán của họ đã tăng lên, không có nhiều, nhưng mà họ nói rằng là họ nghi ngờ rằng nếu mà chiếm đóng Taliban chiếm đóng Afghanistan như vậy đó, thì dĩ nhiên là Mỹ sẽ phải lo đau đầu thêm vì tình trạng khủng bố sẽ xảy ra. Mỹ trước đây vào năm 2001, sau khi mà cái biến cố khủng bố xảy ra ở New York đó, thì họ đã chiếm đóng Afghanistan để mà tiêu diệt quân khủng bố. Hồi đó cái quân khủng bố mà người ta nghe nhiều nhất đó là Al-Qaeda. Thì họ đã, cái mục đích bây giờ họ nói rằng là Al-Qaeda đã không còn nữa, chỉ còn là một ít thôi mà thôi, không có đáng kể. Rồi mục tiêu đó là dẹp trừ khủng bố, những cái tai họa đến cho đất Hoa Kỳ này thì họ nói là làm xong rồi, bây giờ thì họ rút quân về. Hồi tháng 4 đó thì Tổng thống Joe Biden có nói rằng là tới 31 tháng 8 hoặc đầu tháng 9 là rút quân ra hết, nhưng mà cái tình hình nó diễn biến quá lẹ đi. Chỉ trong có vài ngày thôi, quân Taliban đã chiếm được những thành phố lớn chung quanh thủ đô Kabul, rồi bây giờ chiếm luôn cả Kabul nữa, rồi người dân tràn vào phi trường để mà chạy trốn khỏi cái chế độ này. Quý vị thấy là khi Taliban chiếm Afghanistan đó, chiếm vô trong thủ đô Kabul rồi, thì họ đưa ra những cái thông cáo giống y hệt như là hồi xưa mà chính quyền mà giải phóng Sài Gòn đó, thông báo rằng là sẽ đối xử tốt với lại những người ở chế độ cũ nếu mà quý vị hợp tác với chúng tôi, và vân vân thì y hệt như vậy. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì Dow Jones hiện tại đang mất đi 135 điểm, S&P 500 mất đi 24 điểm, Nasdaq mất đi 183 điểm, dầu thô là trừ 1.70 đồng cho một thùng dầu thô. Giá vàng hôm nay thêm được khoảng 11.70 đồng, thì đó là những tin tức mới nhất về vấn đề thị trường chứng khoán trong những cái ngày mà đang chờ đợi coi là ở Afghanistan có những cái diễn biến như thế nào nữa. Dạ vâng, thưa quý vị, cũng trong phần tin tức liên quan đến vụ mà phiến quân Taliban chiếm đóng Afghanistan á, thì bây giờ thứ nhất là chính quyền của Tổng thống Joe Biden hiện nay đang bị các lãnh đạo của phía đảng Cộng Hòa đó, và họ chỉ trích rất là trầm trọng, bởi vì thứ nhất họ cho rằng ông Biden đã đưa ra một cái quyết định sai lầm vào hồi tháng 5, đó là quyết định rút toàn bộ quân lục đội của Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan, và phía cơ quan CIA của Hoa Kỳ đã không có phân tích tin tức tình báo, cũng như là không có thu thập tin tức tình báo đủ để mà đưa cho chính quyền, để rồi không lường trước được cái sự thất thủ của quân đội Afghanistan. Thì bây giờ các chuyên gia họ nói đó, thứ nhất thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ đó trong hơn 20 năm qua đã tiêu tốn mấy ngàn tỷ Mỹ Kim để mà huấn luyện, đào tạo, rồi cung cấp tất cả những trang thiết bị thiết yếu cho phía quân đội của Afghanistan, nhưng mà bao nhiêu tiền tỷ đó cũng vừa cộng với hơn 20 năm ở Afghanistan để rồi đào tạo ra một cái quân đội với tổng cộng số quân á, là hơn 300.000 người, mà có luôn lực lượng hải quân, xin lỗi quý vị, Navy là không quân, mà trong khi phiến quân Taliban thì không có được không quân, và phiến quân Taliban có tổng cộng số binh lính chỉ có khoảng 75.000 tên thôi, thưa quý vị, không có được đào tạo chuyên môn giống như là quân đội Afghanistan do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Thế nhưng chỉ trong vòng có 3 tháng trời thôi, từ cuối tháng 5 khi mà phía chính phủ Hoa Kỳ quyết định rút quân, thì Taliban đến bây giờ đã tính đến sáng ngày hôm nay đã chiếm hơn 75% lãnh thổ của Afghanistan, là một cái sự thất bại của chính quyền Hoa Kỳ. Đó là phía các chuyên gia họ nhìn nhận. Và một cái điểm đặc biệt nữa đó là các chuyên gia mà chuyên phân tích về tình hình chính trị ở Afghanistan họ cho biết là một cái trọng điểm mà phía chính quyền Hoa Kỳ đó họ không có lường được, đó là
kể cả những binh lính chiến đấu trong quân đội Afghanistan, và đa số người dân thường ở Afghanistan đó họ không có lòng tin với chính phủ Hoa Kỳ lắm. Bất kể khi mà có những cái chuyện gì xảy ra về phía chính trị hay là dân sự đó, thì họ rất là nhanh chóng chĩa mũi dùi vào phía Hoa Kỳ, và họ cái lòng trung thành của những cái người ở trong quân đội Afghanistan cũng không có nhiều nữa, và đó là một cái điểm yếu thất bại của cái phía quân đội Afghanistan do chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn. Thì bây giờ đó, quay trở lại thưa quý vị, phía Tổng thống Joe Biden đã bị vào cuối tuần vừa qua đó bị ông Donald Trump cũng như là rất nhiều lãnh đạo phe Cộng hòa kêu là ông phải nên từ chức đi, bởi vì đây là một cái sự thất bại nặng nề của chính quyền Hoa Kỳ và sẽ là một cái vết nhơ của Hoa Kỳ trong vòng mấy chục năm sắp đến với cái việc này. Thì phía Tổng thống Biden cho biết là Tòa Bạch Ốc tuyên bố là trong vòng tuần này ông sẽ có một cái tuyên bố chính thức trả lời cho toàn dân, cũng như là sẽ giải thích rõ ràng cặn kẽ về cái việc sự thất thủ của Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề này. Và bên cạnh đó thì hiện nay đó, cái câu hỏi đặt ra đó là số phận của rất nhiều những cái công dân Hoa Kỳ mà từ hồi trước tháng 5 đó họ quay trở về Afghanistan để mà thăm gia đình, nhưng mà bây giờ bị bất ngờ bị kẹt trở lại hoặc bị kẹt ở đó thì sẽ như thế nào. Và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại phần tin tức này sau phần quảng cáo. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi.